Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Showbiz News. Hôm nay chúng ta cùng xem các hoạt động và cuộc trò chuyện hài hước, vui vẻ và thân mật giữa Triệu Lệ Dĩnh cùng những người bạn trong game show Xin Nhờ Tủ Lạnh. Và cô ấy để lại điều ước gì trên bàn xoay mà khiến Hà Cảnh phải lập tức an ủi cô? Các bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy đăng ký kênh để đón xem những video mới nhất nhé! Mùa 7 của Xin Nhờ Tủ Lạnh sắp trở lại. Số đầu tiên chỉ mời hai khách mời là Triệu Lệ Dĩnh và Ngô Lỗi. Ngô Lỗi không còn là cậu bé như trước nữa, anh đã hóa thân thành một người đàn ông vạm vỡ, thích đi xe đạp. Lần ra mắt này rõ ràng là anh đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thực sự hiếm khi Triệu Lệ Dĩnh và Hà Cảnh cùng nhau ghi hình một chương trình tập kỹ. Là khách mời của số đầu tiên, Triệu Lệ Dĩnh nghiễm nhiên ngồi cạnh Hà Cảnh ở vị trí trung tâm. Họ gọi nhau bằng tên rất thân mật và gần gũi. Chương trình mùa mới đã được sửa đổi rất nhiều, không còn giới hạn về hình thức ngồi trò chuyện nữa mà còn thiết kế rất nhiều trò chơi nhỏ. Triệu Lệ Dĩnh tích cực tham gia và rất vui vẻ. Cô tham gia trò chơi trốn tìm, các chàng trai nấp vào nhiều góc nhỏ khác nhau chờ Triệu Lệ Dĩnh đến. Cô chạy ngược chạy xuôi nhưng không tìm thấy sau vài vòng, điều này cho thấy trò chơi này lớn đến mức nào. Triệu Lệ Dĩnh cũng chơi bắn súng với một vài thành viên để xem ai bắn nhiều hơn. Các chàng trai rõ ràng đã nhường cô ấy và trong quá trình đó, tâm trạng tồi tệ của Dĩnh Bảo đã được giải tỏa. Cô cũng được mời hát, lần này cô hát Mặt Trời Không Bao Giờ Lặn. Câu Tôi muốn đặt hết tình yêu vào trái tim mình được Vương Gia Nhĩ khen ngợi, ngọt ngào quá đi. Sau khi được khen ngợi, Triệu Lệ Dĩnh rõ ràng là rất vui và cô ấy không hề câu có trong suốt quá trình. Trên thực tế, khi ghi hình chương trình này, Triệu Lệ Dĩnh vừa tuyên bố ly hôn, bạn có thể tưởng tượng trái tim cô ấy mỏng manh như thế nào. Nàng Minh Lan có thể buồn khi nói về cảm xúc, nhưng trong clip giới thiệu, ta thấy sự nhiệt tình và đáng yêu của cô đã truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Hà Cảnh hỏi Triệu Lệ Dĩnh, anh phải chịu trách nhiệm gì? Sau khi Dĩnh Bảo trả lời, Hà Cảnh phàn nàn, đây là một cô gái ngay thẳng. Trên thực tế, từ ngay thẳng đã có từ khi Triệu Lệ Dĩnh tham gia Thần Tượng đến rồi. Bây giờ Hà Cảnh nhắc lại nó, ta vẫn cảm thấy quen thuộc. Vậy, Triệu Lệ Dĩnh thẳng thắn đến mức nào? Trong buổi hát Gia Đình Tủ Lạnh, Triệu Lệ Dĩnh thẳng thắn, Gia Đình Tủ Lạnh đã chọn một bài hát để hát. Hà Cảnh đã thả mình, hát to và hát sôi nổi. Nhưng Triệu Lệ Dĩnh đã túm lấy anh và than thở, nghỉ ngơi một lát đi anh Hà. Triệu Lệ Dĩnh phàn nàn về kỹ năng ca hát của Hà Cảnh trước mặt mọi người. Cô xứng đáng là Triệu Tiểu Đao và tính cách thẳng thắn của cô ấy không có gì thay đổi. Hà Cảnh làm bộ nói với Triệu Lệ Dĩnh không nên tức giận. Mọi người đứng thu âm trong chương trình, ngẫu hứng ca hát, không khí rất hòa hợp. Không chỉ vậy, Triệu Lệ Dĩnh còn phàn nàn về những cư dân thường trú khác của Gia Đình Tủ Lạnh và nói thẳng rằng các bạn đã dùng chính sức lực của mình để hạ điểm số của đội mình. Thật tệ, sau khi Triệu Lệ Dĩnh phàn nàn, Cao Khanh Trần trông vô tội cười sảng khoái, có lẽ đây là niềm vui khi được nữ thần phụ bạc. Chương trình cũng thiết lập nhiều liên kết ngược, khiến Triệu Lệ Dĩnh mất cảnh giác. Ví dụ như Triệu Lệ Dĩnh viết điều ước trên bàn xoay, sau khi viết xong, cô rất hối hận. Cô ấy nói thẳng rằng, hãy đào một cái hố cho tôi. Hà Cảnh ngay lập tức an ủi và nắm tay Triệu Lệ Dĩnh để cô bình tĩnh lại. Còn Triệu Lệ Dĩnh lại hóm hỉnh cho biết, tôi đã để lại một con đường cho riêng mình. Có vẻ như cô ấy cũng đã trở nên thông minh hơn và không được chương trình sắp đặt như mọi thói quen thường ngày, nên cô ấy phản ứng với những thay đổi và không khí trên trường quay cao. Cũng chính bởi vì Triệu Tiểu Đao trung thực, thẳng thắn, thật thà mà nhanh chóng quen thuộc với Gia Đình Tủ Lạnh, họ đã trở thành người một nhà. Chương trình tạp kỹ đầu tiên của Triệu Lệ Dĩnh sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh đối xử bằng trái tim, gạt bỏ những cảm xúc tiêu cực sang một bên, không chỉ thể hiện khía cạnh dịu dàng của mình mà còn khiến mọi người bật cười. Trên danh sách điều ước của Tủ Lạnh, cô ấy viết rằng điều ước cẩn thận của cô cho chuyến đi tiệc này là tàng hình, tận hưởng và hạnh phúc. Điều này cũng phản ánh tầm nhìn của cô về cuộc sống tương lai. Độc thân không đáng sợ, hãy chúc phúc cho Triệu Lệ Dĩnh. Cảm ơn các bạn đã đón nhận thông tin từ Showbiz News. Hãy like, comment và ủng hộ kênh nhé. Chào tạm biệt các bạn.